Chùa Bạc Cambodia, chùa Phật Ngọc Lục Bảo trước kia là nơi nhà vua tổ chức thọ bát quan trai giới hay hoàng tộc và những quan triều thần tổ chức lễ Phật giáo. Chùa có tên là Wat Khe Kao Morokap, là lấy tên của một Phật tử của một chùa đã tạc tượng từ đá quý hợp lại thành. Người Tây thường gọi là chùa Bạc, người Việt gọi là chùa Vàng, chùa Bạc. Chùa được xây bằng gỗ dưới thời vua Virabhasram năm 1892, phỏng theo kiến trúc của người Cambodia. Đến năm 1902, chùa được tháo dỡ ra xây cất mới với gỗ và gạch. Tổ chức khánh thành vào ngày 5 tháng 2 năm 1903, cũng dưới triều đại vua Norodom, là một ngôi chùa danh tiếng của Cambodia. Vì chùa có nhiều tượng Phật quý và các báu vật, chùa cũng dùng để nhà vua cầu nguyện, hành thiền, không có sư tụ trụ trì, chỉ có độc nhất một lần quốc vương Norodom Sihanouk ở đó tụ tập trong 3 tháng. Bắt đầu vào ngày 31 tháng 7 năm 1947, khi có đại lễ Phật giáo, nhà vua mời những vị sư ở các chùa xung quanh thủ đô Phnom Penh đến hành lễ hoặc thuyết pháp. Năm 1962, chùa xây cất gỗ lâu ngày đã bị hư hoại. Dưới sự hướng dẫn của Hòa Thái Hậu, Sihanouk đã xây cất lại bằng xi măng. Các cột được ốp đá của Ý Đại Lợi, nên chùa được lát đến 5.329 miếng bạc. Mỗi miếng bạc đều làm thủ công và có trọng lượng là 1,125 kg, nên được gọi tên là chùa Bạc. Chùa còn được gọi là chùa Vàng vì có pho tượng Phật Di Lạc làm bằng vàng rồng. Ngôi chùa có chức năng văn hóa và lưu giữ bảo vật tôn giáo hơn là chức năng thờ cúng, chứa đựng hơn 1.050 báu vật có giá trị toàn là vàng, bạc, đồng hay vật liệu có giá trị. Do vua, hoàng hậu và các quý tộc, hoàng gia hay những người khác đến dự những buổi cầu nguyện tại chùa, dân cúng để cầu cho hòa bình, hưng thịnh và hạnh phúc, cho sự bảo tồn truyền thống văn hóa đến các thế hệ tương lai của người Cambodia. Ở chính giữa trên cao là tượng Phật làm bằng ngọc xanh. Hiện giờ trên thế giới chỉ có mấy nước như Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, nay có thêm tượng Phật ngọc ở Úc, là những nơi có tượng Phật làm bằng ngọc xanh như ở trên. Trước tượng Phật Ngọc là tượng Phật Di Lạc đứng, được vua đúc bằng vàng rồng năm 1904. Theo di huấn của vua Norodom, tượng nặng 90 kg được gắn 2.086 viên kim cương, trong đó có viên kim cương 25 carat trên dương niệm và viên kim cương 20 carat ở ngực. Ngoài ra, trong chùa còn có rất nhiều tượng Phật khác, tượng nào cũng rất quý giá, và những trang sức bằng vàng, bạc, kim cương, ngọc thạch. Phía sau các tượng Phật có đặt một ngai vàng, đây là một cái ghế có các thanh dọc để 8 đến 12 người khiêng. Đức vua ngồi trên đó và diễu hành trong ngày đăng quang. Ở Campuchia, ghế ngồi của vua hay phủ vàng, phần làm bằng vàng của cái ghế này nặng 23 kg. Du khách nào tham quan chùa phải ăn mặc chỉnh tề, không được mặc áo thun, quần đùi, không được chụp ảnh quay phim.